Đức Tiến xin chào tất cả mọi người và ngày hôm nay trở lại với chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm trên kênh Radio Đồng Ca Nhỏ. Đức Tiến xin phép được giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn một cái ca khúc. Ca khúc này có lẽ cũng đã nhiều người quen thuộc, đặc biệt là những người bạn của Tiến. Ca khúc này được sáng tác bởi nhạc sĩ Tuấn Anh. Thì trước khi giới thiệu về ca khúc thì Đức Tiến xin phép được giới thiệu về tác giả một chút xíu. Tuấn Anh thì anh là một trong những nhạc sĩ tự do cũng như là một trong những người đã từng học ở nhạc viện. Chuyên môn của anh đó chính là đàn cello, và người ta hay gọi anh là Tuấn Anh cello. Thì Tuấn Anh cello là một người rất là vui tính, có một cái giọng ca rất đặc biệt, và cái ngón đàn guitar của anh, ngoài trừ việc kéo cello thì cái ngón đàn guitar của anh cũng rất là điêu luyện. Và những người mà thực sự yêu thích âm nhạc mà đặc biệt là thích cái kiểu tự do thì khi nghe tiếng đàn cello của Tuấn Anh kéo thì sẽ cảm thấy rất là feeling. Và cái điều này là một trong những cái không phải ai cũng có được, là bởi vì cứ đụng vào là feeling. Ngay cả bản thân khi em cầm cái guitar cũng vậy. Thì tôi với lại Tuấn Anh đã đứng với nhau rất là nhiều những cái sân khấu lớn nhỏ, và cũng chia sẻ với anh em trên những cái ca khúc và những cái tâm tình âm nhạc. Thì Tuấn Anh sáng tác rất nhiều, không phải gọi là quá nhiều, nhưng mà những sáng tác của anh thường là rất chỉnh chu và rất là có học thuật, cũng như là cái phần ngữ nhạc của anh cũng rất là chọn lựa. Có những ca khúc như là Giấc Mơ Thu, Hoa Đỗ Quyên, rồi Trò Nâu. Và một cái ca khúc mà cũng đã được một ca sĩ, rất là nhiều người ca sĩ, trong đó có ca sĩ Hồ Quang Hiếu cũng là một người gốc ở Cao Nguyên trình bày, đó chính là ca khúc Nỗi Nhớ Cao Nguyên. Ca khúc này nó có một cái tuổi thọ cũng như là một cái đời sống cũng khá tự do, như là chính người đẻ ra nó, đó là nhạc sĩ Tuấn Anh. Ca khúc này nó được hát cho tất cả những bạn bè của Tuấn Anh và hình như là bất kể nơi đâu. Tuấn Anh là một người gốc của Quảng Ngãi, tuy nhiên cái dòng nhạc và chất nhạc của anh thì nó lại phảng phất và đôi khi là có một chút gì đó Tây Nguyên núi rừng, mà nó không phải là đặc thù lắm của Tây Nguyên núi rừng, bởi vì anh không phải là cái người gốc của đó, nhưng mà nó lại mang mát, nó có một cái nét gì rất riêng của Tuấn Anh khi pha trộn giữa một chút đô thị, một chút Tây Nguyên núi rừng và một chút đồng bằng ở trong đó. Đó là một cái lạ cần thiết trong sáng tác, mà cái người nghệ sĩ như Tuấn Anh đã có được một cái dấu ấn riêng và đặt cho mình những cái nét riêng như vậy, thì đó là một cái điều rất quý. Ca khúc Nỗi Nhớ Cao Nguyên là một ca khúc gồm 3 đoạn, một cái bố cục khá chặt chẽ. Trong âm nhạc ca khúc, cái tính tái hiện ở trong âm nhạc nó luôn luôn là được các nhạc sĩ người ta sẽ sử dụng hầu hết trong các ca khúc, kể cả thế giới. Tính tái hiện của nhạc sĩ Tuấn Anh trong cái ca khúc Nỗi Nhớ Cao Nguyên này nó thể hiện rất mạnh, với một cái phần là dù đi xa thấy nhớ, với một cái quãng như vậy, và sau đó chuyển qua đoạn 2 có thể là phản phất một chút xíu, nhưng mà chuyển về điệp khúc một lần nữa thì cái tính tái hiện nó lặp lại mạnh hơn, nó làm cho cái người nghe người ta cảm thấy là một cái bài nó như là chỉ một đoạn, nhưng thực chất nó là 3 đoạn. Đây là một trong cũng là một trong những cái nét riêng, là một trong những cái bố cục âm nhạc quen thuộc nhưng mà làm cho người khác trở nên giật mình hơn với cái cách ly điệu của anh trong cái phần sắp xếp ca khúc như vậy. Tuấn Anh thì hiện tại đang ở Quảng Ngãi, thì cũng được biết là Tuấn Anh sẽ trở lại Sài Gòn sau khi hết dịch, và có lẽ cũng mong cho Sài Gòn hết dịch để chúng ta cũng trở lại với đời sống bình thường, và chia sẻ được với nhau những cái tâm tình trong đời sống cũng như là trong văn nghệ. Tôi với Tuấn Anh thì có nhiều kỷ niệm kể ra thì không hết, nhưng mà chỉ có những cái kỷ niệm tôi với lại anh Đinh Huy cùng với Tuấn Anh trong một cái đêm, thì cũng đó là cái đêm lần đầu tiên anh Đinh Huy pianist gặp Tuấn Anh tại cái quán của tôi sau khi tôi đi hát ở một cái giáo xứ trong cái đêm Noel. Thì
Thì bắt đầu về thì ba anh em ngồi với nhau cũng tới 1 giờ sáng. Đó là cái kỷ niệm mà biết nhau lần đầu giữa anh Huy với lại Tuấn Anh. Còn tôi thì biết Tuấn Anh trước đó cũng phải 5-7 năm. Tuấn Anh thì có nhiều cái sự đặc biệt lắm, kể ra không hết. Thì Tuấn Anh có vài chiêu rất hay, đại khái như là chiêu mà tôi hay gọi là liên hoàn chưởng, là cái cách mà đánh flamenco nhưng mà đánh liên tục cái mặt guitar và tay chạm rất là nhiều dây. Thì đó là một trong những cái yếu tố rất là đặc biệt của Tuấn Anh. Cũng như là anh có cái chiêu mà ai cũng khoái, cầm chai bia kéo cello, đó là một cái chiêu gọi là cũng là tuyệt kỹ. Và bây giờ không để cho mọi người đợi lâu, xin mời mọi người cùng đến với ca khúc Nỗi Nhớ Cao Nguyên. Và cũng chia sẻ thêm là cái ca khúc này lần đầu tiên được Tuấn Anh hát và thu âm với phần hòa âm của nhạc sĩ Quỳnh Thống. Thống thì cũng là bạn anh em trong nhóm thôi. Và nghe đâu là cái bài hát này là đánh live một lần và Tuấn Anh vô thu luôn, và đánh trên keyboard chứ không có phải là hòa âm phối khí trên máy tính. Thì mình thấy cái này nó cũng là một trong những cái đặc biệt mà mình cũng được biết. Và bây giờ xin gửi đến tất cả mọi người ca khúc của nhạc sĩ Tuấn Anh do chính anh trình bày, ca khúc có tựa đề Nỗi Nhớ Cao Nguyên. Mời mọi người cùng thưởng thức. Hòn thú về lang thang, rồi khi xa đi nhớ nhớ leo nhớ sông nhớ rong nắng. Cần men say, tôi như say tim công chiên, tôi như say hương cao nguyên đại ngàn, tôi như say đất đỏ ba gian, tôi như say đất trời thiên thang. Rồi đêm trăng thức giấc, em cao nguyên dặn ngời, tôi hoan vu cỏ dài, con thú về lang thang. Rồi khi xa đi nhớ nhớ leo nhớ sông nhớ rong nắng. Mai lang thang đại ngàn, con suối về đi hoan, rồi khi xa thì nhớ.